Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta từng nghe nói tới cái tri kiến của Như Lai, tức là cái thấy, cái biết của Đức Như Lai. Như vậy thì cái đó là cái gì? Một lần nọ thì Vatsakali đến bạch hỏi với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã nhân đó mà nói về tri kiến của Như Lai như thế này: Lành thay Vatsakali, vạn vật đều là vô thường, là không có tự ngã. Nhưng cái biết vạn vật là vô thường, không có tự ngã, là tri kiến của chư Phật, là trí bát nhã của chư Phật, là Phật tánh, là chân tâm của muôn loài chúng sanh không bao giờ hoại diệt. Muốn chứng được cái chân tâm thường lạc ngã tịnh đó thì trước hết phải dứt trừ được chấp ngã và chấp pháp. Nói tóm lại, tri kiến của Như Lai mà chúng ta muốn thấy được đó, muốn chứng được đó, thì người đó việc đầu tiên phải thấy được giá trị của vô thường, thứ hai là phải thấy được vô ngã. Và như một định luật tất nhiên, khi thấy được hai cái điều vô thường và vô ngã này rồi thì người đó sẽ tránh xa đi cái yếu tố của chấp ngã và chấp pháp. Thế nào là vô thường? Khi chúng ta nhìn thấy tất cả mọi vật trong thế gian này nó hiện hữu ở trước mắt, mình cho nó là thường. Nhưng trong nhà Phật thì chủ trương rằng những thứ mà chúng ta thấy như là hình hài sắc tướng, những thứ chúng ta nghe, những thứ chúng ta nếm ngửi, những thứ chúng ta xúc chạm và những thứ chúng ta suy tư nghĩ ngợi ở trong đầu của mình cũng đều là vô thường cả. Vậy thì tóm lại có 3 điều, đó là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Khi chúng ta đã thấy được 3 cái điều này rồi và mình sống với nó không có sự sai biệt. Thế nào là sống với nó không có sự sai biệt? Có nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy mọi sự vật đều là vô thường, thân ta là vô thường và những ý suy tư nghĩ ngợi của ta là vô thường, và mình thấy như vậy mình không bám víu nó. Mình thấy người khác cũng như vậy và mình không chấp nơi người khác, thì đó có nghĩa là chúng ta đã chứng ngộ vào trong cái giáo lý vô thường này. Thứ hai là khi đã thấy được giáo lý vô thường, chúng ta thấy được tất cả các pháp đều do yếu tố của duyên sinh. Có nghĩa là cái này có thì cái kia có, chứ nó không có tự ngã của nó không có quyết định cái bản chất của nó là cái thế này hay là thế khác, mà nó phải tùy thuộc vào tất cả những yếu tố tác tạo nên mà hình thành. Cho nên nó không có cái tự ngã. Cái tự ngã của nó không có thì nó làm gì có tất cả những cái thứ thuộc về tự ngã của nó. Cho nên cái yếu tố sở hữu này không có mặt. Và khi nó không có mặt yếu tố sở hữu thì con người ta sẽ trở nên không hề chấp nhất bất cứ một chuyện gì nữa. Và họ sẽ tùy duyên đến đi trong cuộc đời này. Thế thì như là một định luật tất nhiên, khi người nào thấy được giáo lý của vô thường, thấy được giáo lý của vô ngã, thì khi ấy người đó không còn chấp mình và không còn chấp người, có nghĩa là không còn chấp ngã và không còn chấp pháp. Khi không còn tất cả yếu tố chấp này xảy ra thì giá trị của sự an lạc và hạnh phúc tĩnh tại miên viễn sẽ xuất hiện. Như thế thì trí Phật hay trí bát nhã từ đây mà được hình thành. Như vậy tri kiến của Như Lai là một giá trị mà chúng ta có thể thẩm thấu được, và tùy theo mỗi một con người trong cuộc đời này, khả năng tu tập của mình, khả năng nhận thức của mình và khả năng hoán chuyển những tư duy của mình đến đâu thì chúng ta có được cái trí của Phật đến đó. Đức Thế Tôn đến với cuộc đời của chúng ta đây, trong đời năm trượt ác thế, Ngài đã đem thân của mình đến với thế gian, sống với thế gian này và giác ngộ cuộc đời này để thành Phật. Chúng ta cũng sinh ra lớn lên ở trong đời năm trượt ác thế này. Tất cả những thứ hơn thua, tốt xấu, được mất buồn vui, nó đến với chúng ta ngày hôm nay thì cũng đến với Đức Thế Tôn của ngày xưa hơn 2600 năm đó. Vì thế, những điều mà Đức Thế Tôn đã lấy để chuyển hóa tự thân của mình để chứng thành đạo quả thì ngày hôm nay chúng ta cũng có thể lấy điều đó để chuyển hóa, để làm chất liệu, để chứng thành đạo quả. Hy vọng là với những điều hết sức là đơn giản trong giáo pháp, Đức Như Lai đã để lại cho chúng ta một con đường để vượt thoát. Con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy đó, chúng ta cần phải tự đi lấy, tự trải nghiệm lấy và tự chứng đắc lấy. Không ai có thể chứng đắc giùm cho mình, không ai có thể làm giùm cho mình. Giống như thể không ai có thể ăn giùm cho chúng ta mà chúng ta có thể no được. Không ai có thể uống giùm cho mình mà mình có thể đỡ khát được. Những buồn vui tốt xấu nó xảy ra trên thân phận nào thì thân phận đó tự biết lấy. Hy vọng rằng qua những lời dạy hết sức là giản đơn này, chúng ta có thể lấy đó mà chuyển hóa tự thân của mình, để từ đây mà chúng ta đạt được tri kiến của Đức Như Lai. Tuy nó không trọn vẹn, nhưng chút đỉnh cái trí bát nhã, chút đỉnh tri kiến của Phật thì chúng ta cũng đủ vượt qua cuộc đời này, bớt đi sự khổ não. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem.
đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.